đến Lực Hành hôm nay có thể cảm nhận rõ sự đổi thay trong diện mạo nông thôn miền núi. Tuy là xã vùng cao, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay Lực Hành đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ 23, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Lực Hành đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đã đạt được những kết quả quan trọng. Với mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4 đến 5% trên năm. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng nông thôn mới. Mô hình phát triển chăn nuôi đà điểu và dê lai của ông trưởng thôn Bến Hoàng Mai Thắng. Với suy nghĩ để tuyên truyền vận động bà con, đặc biệt là trong phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, thì trước hết mình phải làm trước để bà con làm theo. Nghĩ và làm, ngoài việc trồng chăm sóc hơn 300 gốc bưởi, năm 2020, qua tìm hiểu, ông đã mạnh dạn đầu tư mua 18 con đà điểu giống về nuôi. Ban đầu nhiều người cũng can ngăn, nhưng sau một thời gian thấy ông nuôi đàn đà điểu phát triển tốt, lại ít bệnh tật. Chỉ sau 10 tháng đã đạt trọng lượng 130 kg, mà giá thị trường lại ổn định khoảng trên dưới 100.000 đồng một kg. Dễ bán, mang lại thu nhập cao, do vậy nhiều người đã đến học hỏi kinh nghiệm và làm theo. Với bà con phát triển kinh tế về cây, chủ yếu là cây bưởi, rồi là chăn nuôi. Nhà thì nuôi trâu, nhà thì mỗi nhà chăn nuôi một kiểu. Nói chung là cũng phát triển đồng đều. Kinh tế nhà tôi chủ yếu là trồng bưởi và chăn nuôi. Cái bưởi năm 2020 này tôi được 280 triệu. Thế còn tiền chăn nuôi thêm thì tôi cũng được chăn nuôi đà điểu thêm thì tôi được 80 triệu. Là một xã có trên 80% diện tích là đất đồi núi, Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế nông lâm nghiệp là hướng đi phù hợp. Do vậy, cấp ủy chính quyền xã đã đưa ra những giải pháp cụ thể, đồng bộ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, ra soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của từng vùng. Các hội đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, nhất là coi trọng việc tuyên truyền vận động nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, tiếp nhận, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, mô hình để chuyển giao ứng dụng. Nhân rộng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp định hướng cho nhân dân tập trung phát triển mạnh những loại cây con đặc sản mang lại giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã thì xã đã chỉ đạo những cái nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế là tập trung vào những cái cây có thế mạnh của xã như là trồng cây bưởi, cây na và cây rong giềng. Và cái công thứ hai nữa là vấn đề xây dựng nông thôn mới là tập trung chỉ đạo làm đường nội đồng, làm đường vào cái khu sản xuất, vào cái khu trồng cây ăn quả nhưng và khu vực trồng rừng. Đến thăm mô hình trồng cây ăn quả của ông Đỗ Văn Hoạt ở thôn Minh Khai. Nhìn vườn na xanh tốt đang mùa kết trái, mới cảm nhận được bao công lao vất vả của người nông dân này, nay đang được đền đáp. Năm nay tuy thời tiết không thuận, nhưng do được chăm sóc tốt nên vườn na của gia đình phát triển khá tốt. Với hơn 700 gốc na, mỗi năm gia đình ông thu hoạch trên 10 tấn quả. Với giá bán trung bình 20.000 đồng một kg, trừ hết chi phí, gia đình cũng có một nguồn thu nhập không nhỏ. Để nâng cao giá trị của cây na, nhiều năm trở lại đây, người trồng na ở Lực Hành đã áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như cắt tỉa cành, tạo tán,
sử dụng phân bón có nguồn gốc sinh học, đặc biệt là thụ phấn nhân tạo cho cây na để cây ra quả và thu hoạch theo ý muốn. Tăng năng suất và tạo ra sản phẩm không chỉ có mẫu mã đẹp mà còn có chất lượng thơm, ngon, an toàn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều năm qua, sản phẩm na của xã Lực Hành đã được khách hàng nhiều nơi ưa chuộng. Sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết ngay đến đó. Làm cái cây na này là thực ra mà nói là nó dễ làm. Nó chỉ hơi mất việc hơn các cái cây khác một tí nhưng nó rất dễ làm. Bởi vì mình làm nó được hai vụ. Có thể là vụ đầu nó kém nhưng vụ thứ hai ấy, mình lại khai thác nó lại. Thì cái giá cả của cái vụ thứ hai nó lại cao hơn cái vụ chính. Thế bình quân thu nhập thì 170 đến 180 triệu một vụ. Thôn Minh Khai với gần 90 hộ gia đình. Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới trên 40%. Nhưng vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã, đặc biệt là việc cụ thể hóa các nghị quyết của đảng ủy xã để lựa chọn được những nội dung cần làm ngay. Đồng thời, chi bộ cũng chỉ đạo các đảng viên phải luôn đi đầu trong thực hiện các chương trình phong trào của địa phương về xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, tuyên truyền vận động nhân dân làm theo đạt kết quả cao. Bà con trong thôn đã biết lựa chọn những cây con phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu để phát triển sản xuất. Hiện nay, thôn Minh Khai có gần 60 hectare na và trên 80 hectare bưởi. Nhờ tận dụng lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, đặc biệt là lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, nên diện mạo nông thôn và đời sống của người dân ở thôn Minh Khai đã thay đổi căn bản trong vài năm trở lại đây. Nhiều gia đình đã đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3 hộ. Bám sát cái nghị quyết của đảng bộ cũng như là chi bộ của thôn thì thôn tôi cũng tập trung lãnh đạo bà con là chủ yếu về phát triển kinh tế, tập trung chủ lực về cây phát triển cây bưởi như cây na là hai cây chủ lực của thôn. Vài năm gần đây thu nhập của bà con là rất cao. Với xuất phát điểm thấp nên việc xác định các cây trồng chủ lực trong cơ cấu kinh tế đã được đảng bộ xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Bên cạnh việc tập trung đầu tư thâm canh một số loại cây nông nghiệp ngắn ngày kết hợp chăn nuôi, thì cây rong giềng, cây keo và cây ăn quả là những cây chủ lực được xã Lực Hành ưu tiên phát triển và mở rộng quy mô sản xuất. Các cơ chế chính sách của tỉnh và các chương trình dự án đã được vận dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương để giúp người dân nâng cao nhận thức, trình độ canh tác nhằm phát huy khả năng của một vùng đất với cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao như Lực Hành. Từ việc xác định hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, nên Lực Hành đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, quy hoạch từng vùng chuyên canh tại các thôn bản có điều kiện về nguồn quỹ đất và trình độ canh tác. Nhờ đó, diện tích cây trồng chủ lực của xã đã nhanh chóng phát triển cả về quy mô và hiệu quả kinh tế. Đến nay, Lực Hành bước đầu đã hình thành nên 3 vùng sản xuất, bao gồm vùng trồng cây lâm nghiệp với diện tích gần 2.000 hectare, vùng trồng cây rong giềng 130 hectare và vùng trồng cây ăn quả trên 420 hectare. Các vùng sản xuất này hình thành chính là việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào đời sống xã hội, tạo động lực và sự chuyển biến về kinh tế nông nghiệp, tăng nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn. Nhà tôi chủ yếu là trồng về bưởi. Tổng nhà tôi trồng 500 cây bưởi, cả bưởi diễn, bưởi đường, bưởi da xanh. Một năm cũng trung bình thu được hơn 100 triệu. Còn ngoài ra còn rừng trồng đồi rừng độ khoảng 2 hectare keo, cũng khoảng 5-6 năm mới được thu một lần. Tổng thu nhập một năm độ khoảng 200 triệu. Trong cơ cấu kinh tế của xã hiện nay, ngoài cây ăn quả trồng rừng thì cây rong giềng hiện đang được xem là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân. Để hình thành nên diện tích cây rong giềng trong những năm qua, Lực Hành đã tập trung chỉ đạo kết hợp với công tác tuyên truyền vận động người dân, đẩy mạnh việc đầu tư thâm canh, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng cây trồng, đảm bảo cung cấp ổn định cho nhu cầu chế biến sản phẩm của một số cơ sở sản xuất trên địa bàn xã. Điều đáng nói là toàn bộ vùng nguyên liệu này của nông dân đều được các cơ sở chế biến thu mua tại chỗ, do đó việc đầu tư phát triển diện tích cây rong giềng hiện cũng được xem là hướng đi để Lực Hành thực hiện có hiệu quả việc đa dạng hóa cây trồng trong nông nghiệp. Xã đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thì đến nay là xã đã đạt được 15 trên 19 tiêu chí và phấn đấu là từ nay đến năm 2024 xã sẽ về đích nông thôn mới. Có thể nói trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, xã Lực Hành đã đạt được kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, xã hội, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Tuy nhiên, Lực Hành vẫn còn nhiều những khó khăn, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ. Tuyến đường liên xã nối xã Phúc Ninh, Lực Hành, Chiêu Yên, Quý Quân và một số xã vùng cao của huyện Chiêm Hóa là tuyến đường huyết mạch phục vụ việc đi lại và phát triển kinh tế của người dân. Chính quyền và nhân dân các xã vùng khó khăn này mong muốn các cấp các ngành xem xét sớm đầu tư nâng cấp để tuyến đường này sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Cái đường này là bây giờ là nó xuống cấp quá rồi thì bây giờ đi lại nó rất là khó khăn, cho nên là tôi đề nghị với cấp trên coi là làm lại đoạn đường này cho đi lại cho nó dễ dàng. Đoạn đường này bây giờ nó đã xuống cấp mà đi lại rất vất vả. Thì chúng tôi là những người dân thường xuyên đi lại đoạn này thì cũng mong muốn là tất cả các cơ quan và nhà nước nên quan tâm và làm lại cho chúng tôi để đi lại, phục vụ cho dân đi lại cho dễ dàng. Cùng với mong muốn của người dân, cấp ủy chính quyền xã Lực Hành đang tiếp tục huy động và tranh thủ thêm các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của nhà nước, phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao giá trị sản xuất thông qua thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo chuỗi giá trị sản phẩm có thương hiệu để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.